Anh Cameraman lao ra suốt và đít con boss Hồng Điện. Sau đó anh đấu cung phu với con boss Hồng Điện. Anh Cameraman áo đỏ rất chill. Anh nhận tin nhắn từ Da Phu Bom. Không biết báo cáo cái gì với Da Phu Bom. Anh Cameraman lao đến đấm vào con tàu đáy Hồng Điện, nhưng mà con boss Hồng Điện nó bắn vỡ màn hình của anh Cameraman.